Hàng năm, cứ vào ngày 12 tháng Chạp, những người thợ may lại làm giỗ tổ nghề, tưởng nhớ người đã sáng lập ra nghề may mặc của dân tộc. Năm nay, lễ giỗ tổ nghề may có nhiều thay đổi do dịch bệnh, nhưng vẫn vẹn nguyên ý nghĩa. Như thường lệ, cứ sáng 12 tháng Chạp hàng năm, trước khi bắt đầu ngày làm việc, nhân viên, người lao động của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết có mặt tại sảnh trước sân chuẩn bị vật phẩm để dâng lễ tưởng nhớ người khai sáng nghề may. Để phòng dịch bệnh nên trong lễ giỗ nghề, các nhóm công nhân được chia thành từng tốp nhỏ dâng hương. Tất cả đều mong muốn những khó khăn sẽ sớm qua đi, hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 này sẽ thuận lợi hơn. Có những ngày này là tụi em cứ nhớ lại cho những người mà đã tạo ra cái nghề này và tạo ra cái công việc cho tụi em để cho tụi em còn có công ăn việc làm. Năm 2021 vừa qua, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng đơn vị đã nỗ lực để duy trì hoạt động sản xuất, tạo việc làm cho công nhân và đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Thì với cái tinh thần của năm 2021 thì năm 2022 cũng đặt cái kế hoạch là tăng trưởng 15% so với năm 2021. Dịch Covid-19 không chỉ khiến các công ty doanh nghiệp lớn của ngành may mặc bị ảnh hưởng, mà các nhà may truyền thống quy mô hộ gia đình cũng gặp không ít khó khăn. Dù vậy, họ vẫn nhớ về ngày giỗ tổ nghề để tỏ lòng biết ơn đến người khai sáng ra nghề may của dân tộc Việt Nam, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Thì mình cũng mua nghề cũng 22 năm rồi, thì năm nào cũng vậy, cứ tới ngày nay là mình cứ làm mâm cơm rồi cũng tưởng nhớ lại bà tổ. Thì đến năm nay thì dịch giả đơn giản, mình chỉ làm xôi chè đơn giản thôi. Tương truyền người khai sáng nghề may là bà Nguyễn Thị Sen ở Trạch Xá, Hà Nội. Sau khi được vua Đinh Tiên Hoàng phong làm hoàng hậu thứ tư, bà đã giúp cho các công nữ biết đến và phát triển nghề may trong hoàng cung. Cuối năm 979, sau khi vua Đinh Tiên Hoàng mất, bà Sen đã từ bỏ kinh đô về quê hương Trạch Xá để truyền dạy nghề may cho dân làng. Nghề may mặc của nước ta từ đó dần phát triển và trở thành nghề truyền thống của dân tộc, giúp cho nhiều người, nhất là phụ nữ, có công ăn việc làm ổn định, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.